Xin mến chào toàn thể tất cả các anh chị em quay trở lại với N7D. Thì mấy bên nay mình cũng có nhận được một số tin nhắn từ các bạn gửi về. Thì các bạn có hỏi rằng là chia sẻ cái cách mà vẽ bông hoa sunflower, bông hoa hướng dương hay là hoa mặt trời các bạn. Một cách thiệt là dễ, tại vì các bạn nói rằng các bạn làm cái bông hoa này thì các bạn vẽ nó không đều và chưa có đẹp. Thì các bạn nói rằng có cách nào mà vẽ cho nó dễ mà không đòi hỏi kỹ thuật gì nhiều. Bữa nay mình sẽ làm cái bông hoa này các bạn, một cách rất là dễ mà ai cũng có thể làm được bằng nước sơn treo. Ở đây là sau khi mà sơn cái nền móng cho khách xong á, khách chọn cái màu nền móng á, ở đây mình sơn màu xanh. Thì các bạn lấy màu vàng á, bạn bỏ vô một cục như thế này cho mình, một góc ở chỗ móng tay này. Ở đây là các bạn thấy là các bạn có thể dùng cỏ chấm bi hay là cỏ nét, cỏ bản, cỏ rau gì cũng được hết. Bây giờ mình lấy chấm bi mình chấm một đường tròn như thế này nè. Các bạn thấy không? Thì cái đường tròn này á, có nghĩa là mỗi cái chấm này là một cánh hoa hướng dương, cánh hoa mặt trời các bạn, cánh hoa sunflower á. Mỗi cái chấm là một cái cánh, các bạn lấy cỏ nét các bạn kéo lên. Hoặc là các bạn có thể lấy cỏ rau các bạn kéo lên. Ở đây các bạn thấy bây giờ mình dùng cỏ nét này, nhưng mà chút xíu nữa là mình sẽ đổi cỏ rau mình làm. Mình đổi qua cỏ rau mình làm, tại vì mình làm cỏ rau nó quen rồi. Mình vẽ cỏ nét để cho các bạn thấy là cỏ nào các bạn làm cũng được hết, nhưng mà cùng mình làm á thì mình làm cỏ rau, tại vì mình quen cái cỏ rau rồi các bạn. Mình vẽ cái bông gì mình cũng xài cái cỏ này hết. Sau đó là các bạn thấy không, mình tô đậm lên, tô đậm lên các bạn, tô cho cái nhậu phía ngồi xí cho bông hoa nó giống hơn đó. Thường thường cái màu vàng này các bạn, màu vàng này là mình tô khoảng hơi lớp mới đậm được, chứ lớp đầu tiên nó không đậm đâu, lớp đầu tiên nó rất là mờ. Bây giờ các bạn cứ tô lên này ha, mỗi cái cánh này các bạn tô cho nó nhậu nhậu ở cái đầu chút xíu đó, tô đậm vô. Nước sơn treo thì các bạn tô khi mà các bạn làm thì các bạn tô ra các bạn hơi đó cho nó dễ, để các bạn đụng cái tay nó khỏi bị mess up cái vải của mình đó. Tô vô ha. Đến đây thì các bạn thấy là các bạn nhìn cũng không giống bông hoa lắm ha, nhưng mà từ từ các bạn, từ từ nó sẽ ra bông hoa. Mình chia sẻ cách ở đây là cách dễ, rất là dễ, ai cũng làm được hết, cho nên là không đòi hỏi kỹ thuật gì nhiều. Các bạn cứ dễ đại đại như thế này thôi, nhưng mà cuối cùng nó cũng ra các bạn. Đẹp thì không phải là đẹp, nhưng mà nó được. Vẽ trên khách hàng, vẽ trên khách nail tay khách là ok các bạn. Sau đó là các bạn thấy là mình bỏ một lớp clear trước, rồi mình nhỏ lên một nước sơn màu brown, nhỏ cái màu brown lên. Rồi là sau đó mình dùng cái cọ rau mình tán cái màu brown này ra, cái màu nâu này các bạn, mình tán ra để cho ở dưới cái vòng của bông hoa này các bạn cho màu đậm lên. Tại vì các bạn thấy là hoa hướng dương á, hoa mặt trời á, là ở dưới này nó cái màu nó hơi đờ đờ đó. Bây giờ các bạn tán lên này, tán lên cái cánh. Thì khi mà nước sơn này ở trên cái này clear thì nó sẽ bị tan ra, cho nên các bạn tán lên nó đẹp. Và sau đó mình chấm chiếc màu nữa, mình vẽ cái đường tròn ở đây để mình làm cố nhị cho này các bạn này. Cố nhị của hoa sunflower này là các bạn biết là rất là to, nó bự lắm, cho nên mình mà ở đây mình vẽ bông hoa là mình vẽ một nửa, các bạn thấy không? Cho nên là mình sẽ tô một đường tròn ở đây, mình làm cố nhị ở đây, đồ đậm lên. Các bạn có thể là cái này là các bạn cái màu nâu này với lại màu trắng màu đen, các bạn trộn vô là các bạn sẽ ra được nhiều màu khác nhau. Là từ khi mà từ cái vòng tròn này các bạn này là mình sẽ kéo lên, mình kéo cái đường tia này lên cho những cái cánh hoa này đó, tại vì nước sơn còn ướt á, bạn kéo lên kéo hết lên đó, các bạn thấy không? Rồi bây giờ mình sửa sơ, mình bỏ chút xíu đen đen vô chỗ cái nhị bông hoa sunflower này, bỏ chút xíu vô cho nó giống chút xíu. Đó, các bạn thấy không? Bây giờ là cái bông hoa sunflower của mình là sắp hoàn thành rồi này. Thì cái bông hoa này là cái cánh xưa các bạn, cánh nó xưa. Chút xíu nữa là mình sẽ chia sẻ một cách nữa. Nếu mà khi mà khách họ muốn cánh hoa dài thì các bạn làm như thế nào? Bây giờ là cái mẫu này là cánh xưa này các bạn, cánh nó thưa hơn một chút. Hơi đèn thì kỹ nha các anh chị em, hơi đèn thì kỹ, tại vì đây là nước sơn treo. Rồi mình bỏ tốt con lên là xong mẫu nail thứ nhất. Rồi qua cái thứ hai này này các bạn này, mình làm ở dưới góc này. Bỏ một đường tròn như thế này. Rồi mình cũng chấm ở bên kia. Mỗi chấm là một cái bông hoa đó bạn, mỗi chấm là một cái cánh của hoa á. Sau đó là mình tô lại này, đó mình kéo xuống. Các bạn thấy không? Ở đây là cái mẫu này là mình sẽ vẽ, nếu mà các bạn cái mẫu bên kia là các bạn thấy là cánh hoa nó xưa, nó thưa đó, nó thưa thớt á. Ở bên này nếu mà khách họ muốn cánh hoa dài hơn thì các bạn sẽ làm như thế nào? Thì ở đây là chút xíu là mình sẽ làm cánh hoa dài mà nếu mà khách họ thích. Đây là bây giờ các bạn tiếp tục đồ lại này, tô cho nó đậm lên thôi. Tô được các bạn không cần phải lo lắng gì hết, bỏ đóng màu cũng được. Bây giờ mình bỏ màu cho mình tô cho nhanh này. Cái này là dễ thôi các bạn nha, mình tô nhanh chút xíu nha, để khỏi làm mất thời gian của anh chị em mình. Đó, mình bỏ đóng màu thôi, bỏ đóng màu vàng vô. Mình bao hết ở dưới này kín lại các bạn. Bao kín lại dưới này. Đó. Các bạn thấy xỉa răng xỉa ra nhìn thấy gớm gớm, nhưng mà đó là cái cách mình vẽ nhanh đó các bạn, chứ mình không phải là tập trung vô mà quá chi tiết từ đầu. Cái sườn là các bạn vẽ sơ sơ cứng cứng thôi, rồi sau đó là các bạn tô, các bạn sửa lại là nó sẽ ra bông hoa thôi. Tại vì nhiều bông hoa các bạn thấy không, nó trổ nó cũng xỉa, đâu phải là lúc nào bông hoa trổ cũng đẹp đâu.
có cánh rơi, có cánh thẳng, có cánh đứng, có cánh nghiêng. Mình vẽ trên nail, vẽ trên móng tay khách thì cũng vậy các bạn, vẽ rail là được rồi, chứ không phải là các bạn nói là vẽ phải như bức tranh trong mày, rail được rồi các bạn. Bây giờ mình tô tiếp vô này các bạn thấy không, tô vô này mình tô màu vàng cho nó đậm lên, đúng không, mình đậm lên. Sau đó các bạn nhớ hơi đèn nghe, tại vì các bạn làm cái công đoạn nào hơi đèn công đoạn đó để khỏi bị đụng cái tay, khỏi bị hư cái màu vẽ. Mình bỏ lớp clear ra như bên kia, chấm một và màu nâu bỏ vô, nó tan ra các bạn thấy không, nó tan này đó. Khi nó tan ra rồi á là anh chị em dùng cái cọ rút lên để cho mình xoa cái màu vô trong cái những cái cánh của hoa để cho nó giống hơn, tại vì hoa sunflower các bạn biết rồi, nó màu vàng cũng là màu nâu nâu ở dưới, trắng trắng nâu nâu ở dưới nữa. Thì cái bông sunflower này nó có rất là nhiều cách vẽ khác nhau nha anh chị em, rất là nhiều cách vẽ khác nhau. Mà ở đây là cái bữa nay mình vẽ là mình vẽ cái này là cánh hoa nhỏ mà thưa với lại dài. Cái mẫu đầu tiên là thưa, mẫu này là mình phải vẽ là cánh hoa dài. Mà có nhiều mẫu là cánh hoa to nữa, thì bữa clip sau mình sẽ chia sẻ nhiều cách hơn. Như vậy là các bạn thấy nhìn bên này giống bên kia này đúng không? Bây giờ khách họ muốn dài lên đúng không các bạn? Là ở giữa hai cánh này, các bạn bỏ vô một cánh nữa. Ở giữa hai cái cánh này này, hai cánh hoa này các bạn bỏ vô cánh nữa thì nó dài lên. Đó, các bạn cứ kéo, các bạn cứ bỏ màu vô, các bạn kéo xuống thôi. Không quan đừng quan tâm là thẳng hay chưa, hay là đều hay không, đừng quan tâm các bạn, đừng cần quan tâm. Cứ kéo hết vô chân dài đó rồi mình tỉa lên. Thôi bây giờ mình tô màu vô đậm lên này. Các bạn thấy không? Mình tô màu vô lại càng đậm lên này, tại vì đi một lớp là nó không đậm. Lớp thứ hai nó mới đậm, một giòn nó lật lắm các bạn. Và hơi lớp mới đậm được. Đó các bạn bỏ lên, ha. Là cái bông hoa của bạn bắt đầu về bây giờ là cánh nhỏ bằng dài lên rồi các bạn ha. Giờ các bạn sửa lại này. Sửa sơ lại, các bạn sửa sơ lại cho cái đầu bông hoa nó nhọn một xíu. Hoặc là lấy cái màu nâu á, màu nâu mình tô vô ở giữa giữa hai cái cánh các bạn cho nó lộ cái cánh ra một chút xíu thôi. Rồi bây giờ các bạn làm cái nhị ha, cái nhị hoa này làm cho to này, bông hoa xin lỗi là cái nhị phải bự các bạn anh em, bự mới được. Những ngón còn lại thì mình bỏ để mình bỏ chút xíu kim tuyến vô cái ngón này luôn, rồi mình hơ đèn là mình bỏ tốt khóc hết là các bạn sẽ thấy. À, cái mẫu nail của chúng ta ngày hôm nay cũng đơn giản mà rất là đẹp, nhanh nữa. Không phải đẹp các bạn, đẹp sơ thôi chứ không phải đẹp đẹp lắm. Nếu mà nói đẹp thì nhiều bạn kêu vẽ đây đẹp chi, nhưng mà vẽ đây là làm cho khách được rồi các bạn. À, sau khi bỏ treo xong, anh chị em mình thấy đó, nhìn cũng rất là bắt mắt. Ở đây là tông màu này là mình chọn màu xanh đó anh chị em, màu xanh, màu vàng ở trên thì nó cũng rất đẹp. Mà nếu mà khách của bạn chọn cái màu khác thì các bạn cũng có thể là đổi màu khác thôi, bình thường. Nhưng mà bông hoa hướng dương thì phải màu vàng hoặc là màu nâu mới giống được nha anh chị em. Rồi, giờ là ngày hôm nay mình đã chia sẻ xong cái mẫu nail này. Cảm ơn anh chị em mình rất là nhiều và chúc các bạn luôn luôn gặp nhiều sức khỏe và thành công. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nhé.